Các bác thấy không? Quá đẹp cho bộ Panasonic. À, con đằng sau để hơi ngược. Để cho đứng đứng lên cái cho các bác nhìn cho nó thích. Nó cân đối. Đúng không? Đấy. Đấy. Nhìn chưa? À, đây là bộ dàn Panasonic. Con này gọi là 5.1. Gồm có 4 loa cây. Em luôn được thiết kế với lại 4 loa cây. Một loa súp, một loa center và một con đầu. Một con đầu gọi là âm ly đấy. Nên em sẽ đi vào gần cho bác luôn. Con này có chân đế nhé. Các bác có thể để hai loa bên trái và hai loa bên phải được. Hoặc để loa 4 góc càng tốt tùy các bác. Hoặc là check nhau ra một chút. Đây. Đấy, con loa này thì nó cao tầm trên 1 mét. Bên đây là một con loa súp này, một loa center trên nóc, và đây là một con đầu dưới cùng. Chúng em sẽ giới thiệu chi tiết bên đầu. Và hai bên này còn hai con loa cây. Đấy. 1, 2 xếp thứ tự 3, 4 nhé các bác nhé. Để về các bác cắm thì báo cáo bác về con đầu này. Thì báo cáo là đây là con đầu này, nó có những chức năng các bác nhìn này. Con đầu này các bác có thể chạy được đĩa này, CD này. Đĩa con này chạy được cả đĩa hình lẫn đĩa tiếng luôn. Đĩa nhá. Và chạy được cả USB, cổng USB luôn này, nhìn thấy chưa? USB. Con này quý vị có thể cắm mic được. Có đường mic và có đường live, có nghĩa là vặn to nhỏ cho mic luôn tại đây. Vặn to nhỏ cho mic ở đây. Và setter luôn rồi. Đây là nút open để cho đĩa ra rồi. Và neck bài, volume to nhỏ. Hai em nó có cả khi điều khiển nhá, khiển kia. Đúng nhỉ? Đấy. Em để ra xa chút cho bác nhìn cho nó tổng hợp cho đứt lóa. Để ra xa. Còn đây là về con. Ui, mẹ con center nặng thế nhỉ. Không có center đúc cái gì trong này bác. Nhất là center đúc đá trong này sao. Đây, con center của nó đây. Con center của nó 6 ohm này. Công suất max của nó đến 250W con center đấy kìa. Ui giời. Vãi trường. Không biết nó đúc cái gì trong này mà nặng thật các bạn. Center nặng trịch luôn. Nặng như cùi đá luôn. Quá nặng. Đây là con loa súp. Con loa súp. Con loa súp này thì súp được thiết đặt bên hông. Đấy, bát bên hông. Đấy, được chưa? Bộ này có mức giá là 5.900.000. Gồm có một đầu, một loa súp, một loa center, 4 loa cột. Đó là cột. Báo cáo các bác, bây giờ bác mua một đôi loa cột này 1.8-2 triệu ông bay luôn. Đây bác bốc luôn bây giờ, mất luôn. Nhưng mà nó theo bộ thì bán theo bộ. Hôm nào nó về được, ví dụ nó không có bộ nó phá. Ví dụ nó về nó không có bộ thì em bán theo không có bộ cho các bác cái gì. Nó có bộ thì bán cho các bác chọn bộ. Được chưa? Đấy. Còn đây ạ. Các cổng thì báo cáo các bác là cổng nó có ký hiệu hết đằng sau đây rồi. Thì em để nó này ra cho bác đọc từ phía sau. Đây, các cổng nó đã có số thứ tự rồi bác nhé. Được chưa? Đấy, bác nhìn thấy chưa? À, cái số thứ tự này, 1, 2, 3, 4, bác nhìn thấy chưa? 1, 2, 3, 4, em đã dán ở chân loa đây, hoặc là đằng sau lưng loa này. 1 này, 2, 3, 4 cho bác này. Về bác cứ cắm theo thế nhé. Tương ứng với đây. Ok chưa? Có loa center đây, bác nhìn chữ center đây. Center là con này này. Đây là center đây, center đây. Còn cổng cuối cùng đây là cổng súp út này. Súp đây. Là súp của nó đây nhá. Súp đây. Đấy là cổng súp, ok chưa? Về cứ thế bác dùng thôi. Ok chưa bác? Con này điện AC từ 110V đến 240V, giải rộng luôn. Khiển có hết cho bác đây. Rồi ok. Bộ này có mức giá là 5.900.000. 5.900.000 ạ.
5 triệu 900 nghìn. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Chào bác.